Trời đất ơi mọi người ơi, chuyện thiên tai rồi. Trời đất ơi, không thể nào mà cười nói bình thường nữa. Trời đất ơi mọi người, ủa có mọi người không? Ui hai người nè. Mọi người ơi, ủa ba người luôn à mọi người ơi. Trời ơi, có chuyện khẩn cấp rồi. Trời tôi đi tôi leo lên nóc nhà luôn nè. Đó nói chuyện với mọi người luôn nè. Lên. Trời đất ơi, cái gì vậy? Từ từ bình tĩnh. Lên bằng mèo vậy? Đó, bình tĩnh, tôi đang lên. Bình tĩnh. Có chuyện thiên tai rồi mọi người ơi. Trời đất ơi sao mọi người có thể cắm trại như thế này vậy? Trời đất ơi, ủa nhiều thịt vậy, cho em ăn miếng coi. Trời ơi, nhiều thế. Đây nè, chị đang dư thừa đây, em ăn lên đi. Ôi trời ơi, cho em miếng nha. Ê, từ. Ủa trời. Ủa cái gì vậy? Chị cũng cảm giác tự nhiên có một con chó đi qua á mọi người. Trời ơi, đi ngang qua sân bắt miếng thịt luôn á trời. Ủa gì kỳ vậy vậy? Ủa mà đang nướng thịt nướng làm gì mà thiên tai thiên tủng là sao? À trời ơi, quên rồi, may mà xin mi nhắc hay không, tôi quên luôn rồi. Trời ơi, có thiên tai rồi mọi người ơi. Bây giờ tôi sẽ kể cho mọi người kinh khủng lắm. Được rồi, dẹp vụ thịt nướng đi để ăn cho. Rồi dẹp đi. Trời đừng nướng đó. Đừng nướng rồi. Bây giờ em kể chuyện mọi người ghê lắm. Trời đất ơi, biết sao không? Ở gần làng heo đi tụi mình á, có ở gần giữa đáy đại dương nha, có một cái gọi là một cái cung điện. Đó. Và trong cái cung điện đó có một cô công chúa. Đó, ghê chưa? Ghê. Trời đất ơi, và cô công chúa đây là cô công chúa biển rồi không? Và trời ơi, cái cô đó là cần sự giúp đỡ của mọi người không? Trời ơi, cô khổ lắm rồi. Trời đất ơi, cô... Ủa sao Phong không đứng trên đầu sim vậy? Hả? Cái gì vậy? Trời đất ơi, ông có gì không? Xuống đất giúp tôi đi. Trời đất ơi, cái gì vậy? Đó, và cô công chúa đó cần sự giúp đỡ của chúng mình thì không? Cô cũng bị gọi là cô công chúa đó là công chúa bị bệnh thì không? Và vô tình cô bị bệnh trong một ngày thôi là tất cả các quân sầu ăn cắp hết ngọc trai của cô luôn, rải tất cả bằng đồ luôn á. Bây giờ cô cần sự giúp đỡ của tụi mình gọi là để lấy lại ngọc trai của cổ phải không? Đó. Và điều đặc biệt này nha, mọi người đừng có lo là sau khi mình giúp cổ cho mình rất nhiều tiền nha, rất nhiều vàng kim cương luôn. Đó, được không? Nghe xịn sò chứ hả? Đó, vàng kim cương có lắm, trời đất ơi. Em quen người mà tại vì em là người gì đó, người của biển mà em là cá mập mà em quen công chúa biển là quá là chuyện quá bình thường luôn mọi người không? Đó, thấy chưa? Trời ơi, cái đồ ham tiền, cho xíu tiền cái là gọi là đồng ý giúp đỡ người ta. Mà biết lỡ đâu quái vật bọn nó mạnh quá thì sao mình quýnh lại. Trời ơi, ông này vô duyên, tự nhiên nói ai ham tiền, ông không ham tiền. Ok, thì ông không đi thôi, thì hai ba chị em tôi đi được chưa? Ông ở nhà nha. Ông ở nhà đấy. Ba chị em có tiền, có gì đâu. Rồi nàng tiên cá thì chắc là tặng cho có vài ký cá khô thôi chứ được nhiêu. Trời đất ơi, cái gì mà nàng ký cá khô? Không á, tiên cá sao với cá được? Đi hả? Trời ơi. Tiên cá tặng gì? Tiếng cả người ta tặng vàng bạc kim cương châu bảo rồi sau khi mình giúp họ vậy chưa? Trời, vàng cái gì mà vàng? Okay. Cái gì cơ? Vàng á? Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Đó nhanh nha. Ủa gì vậy Phong? Tôi nghe nói ông không đi mà đúng không? Thôi ba chị em mình đi đúng không chị ơi? Thôi ba giờ mình đi nha. Đó. Cho đi, tôi đi chung gái đi. Sao đó coi cái đầu hãm tiền. Mày đặt nói tôi hãm tiền à. Ứa này cái hãm tiền vô duyên dễ sợ. Trời ơi, tôi nói mà tôi quên chào mọi người nè. Ok, là chào mừng trở lại với kênh channel của Sao Là Sao Nè Tên Tên. Và trước khi xem video các bạn coi cho Sao một like một share. Ông đứng trước mặt tôi làm gì vậy? Ok, và trước khi xem video các bạn coi cho Sao một like một share. Comment đừng có subscribe Sao và tất cả thành viên trong hai tụi mình nha. Và trước khi xem video các bạn đừng quên là khi xem video của Sao có hiệu quảng cáo thì các bạn chỉ cần xem video quảng cáo giúp Sao từ 5 đến 10 giây thôi, giúp Sao có số tiền nhỏ nha mọi người ơi. Ok mọi người đừng quên giúp Sam lên 600k giúp cho mọi người ơi, Sam sắp 600k rồi ok. Và chúng ta không cần đợi chờ, chúng ta cùng đi giải cứu cô công chúa thế nào. Let's go. Ủa sao con mèo nằm rồi? Đi. Trời, con mèo của tôi okay. Con mèo của em nó nằm nè. Ok đi. Đi nè mọi người, cưỡi mèo cưỡi thần thú đi, cưỡi đi. Đó, chuẩn bị nha. Yeah. Rồi đi vô. Đi giải cứu công chúa. Quý vị Phong Cần. Quý vị ơi. Thần thú của tôi nè. Ủa thần thú gì gớm vậy? Trời đất ơi, ta coi. Cái gì giống thần thú gì trời. Trời ơi. Thôi đi, let's go nè. Mọi người thấy chỗ này đẹp không? Đó, đây gọi là cái cung điện của công chúa ấy. Mọi người thấy đẹp không? Ủa mà Simi đâu rồi? Thôi rồi, sao cuộn lại vậy? Hình như Simi nó không biết bơi cho nên nó bị trôi đi mất tiêu rồi ba. Trời đất, ủa từ Phong có sao ông già nhanh vậy Phong? Cô nhớ ông trẻ mà ta sao bây giờ giặt băng vậy? Trời, tôi phải hỏi nghe thằng ông già để biết đâu quái vật có thấy tôi già cả nó không giết tôi. Ờ đó cội đằng ơi. Còn mình mọi người ơi, mình không thể biến thành skin bình thường, mình chỉ biến thành skin này thôi mọi người ơi. Tại vì những skin này tụi mình mới có thể mang được đuôi cá nha mọi người. Đó bây giờ tụi mình ra làm nhiệm vụ nè. Đó bây giờ ra nè, ra đáy đại dương nè. Đó. Khi tụi mình mang cái đuôi nữa.
đó tụi mình ra mang cái đuôi cá đó, tụi mình mang đuôi cá này mình có thể gọi là bơi thoải mái như những con người, những con cá rồi, thấy không đó, hay chưa các bạn, thấy sao? Wow, hay chưa đó mọi người, thấy không đó, đây đây là gọi là cung điện của công chúa mọi người ạ. Đó mình sẽ bơi một vòng cho mấy bạn xem nha. Đó trời, có rùa, có cá nè, có san hô nè, trời quá trời đất luôn á. Ủa mầm Phong cận rồi, Phong ơi tụi quê ai nào ra chưa? Trời đất ơi, úi có cái heo đeo cái gì tướng quá. À quên, mình làm nhiệm vụ mọi người. Đây, cái bồi tới đây tới em chỉ nè. Đây, cái bồi. Đâu. Đây, cái bồi đâu rồi? Đây em nghe nè. Em dễ thương rồi, tại vì Phong dễ thương mà. Đây, rồi cô thấy không? Cái lui kích vào đi để thu thập. Kích vào. Đó. Đó là nhiệm vụ của tụi mình này không? Đây là nhiệm vụ của tụi mình. Tụi mình phải thu thập lại những cái ngọc trai đã bị gọi là bị lạc hay bị trôi ở trong cái cung điện này mọi người ơi. Đó, thấy chưa? Đây mình có thấy cái nè. Đó. Rồi, ủa ai Phong thu thập được nhiều nhất thì người đó sẽ được nhiều thưởng hơn. Được nhiều thưởng hơn. Đó vậy thôi. Đó đơn giản. Đó, ý mình vừa tham quan vừa thu thập cho bạn xem nha. Đó, ủa Phong không đâu rồi? Ủa sao chứ tôi đang bay, tới đây tôi bị lạc rồi. Đó tôi biết ông ở đâu rồi á, Ông ở đi ông đi qua cánh cổng, là cánh cổng dịch kiện đúng không? Chắc luôn. Ở đầu này đúng không nè? Ở tới đầu này là tới rồi mà. Ông tới gặp công chúa hay sao vậy? Đầu này thôi như tôi nhớ là bay hướng qua bên đó thì mới ra ngoài được chứ. Đâu đi xuyên được, ở đây đi xuyên được hết. Rồi. Ủa cái mua trong này, đây đó, có ngọc trai nè, trời nó lạc tùm lum tùm la luôn á. Rồi xong. Ủa đây là gì vậy? Ta sẽ đi tìm ngọc trai trong im lặng. Ui, kệ ui các dạ. Người. Trời đất ơi, vậy luôn hả? Chả tôi cũng tìm ngọc trai trong im lặng. Ủa ngọc trai trong này luôn, ngọc trai có trong rương luôn nha mọi người. Trời đất ơi. Đó. Wow, có ngọc trai màu hồng nha Sam. Có thì em nhặt mặt trai màu hồng hồi trừ mà nè, màu hồng nè, quá trời hồng luôn á. Nghe sao màu trắng vậy? Đây, xuống. Rồi, bây giờ em sẽ dẫn chị tới một nơi hay hơn, kiểu muốn đi không? Đây là dưới nước thôi, có trên bờ luôn, đi không? Đi với em không? Đâu rồi? Ủa là sao? Đây, có trên bờ. Trời ơi, Phong ơi, làm gì Phong? Ông làm gì vậy? Ông bắt cá hả? Ông bị điên á? Trời đất ơi, dưới này tôi là thủy tông. Tôi đang tính bắt con cá ăn á mà. Bị điên à, trời đất ơi. Rồi cái mua tới đây, mọi người tới đây, em sẽ dẫn mọi người tới một nơi đẹp hơn đây nữa. Đó. Cái mùi ơi, bơi lẹ. Sao sao ơi, sao ơi? Nhìn chị, nhìn điểm chị kìa. Đâu? Đâu trai gì 12 nhá nhá. Trời ơi đất ơi. Rồi mọi người vào trong nhà lại nè. Vào nhìn trong nhà lại nè, em sẽ dẫn mọi người tới một nơi hay hơn nè. Ok. Ui. Đó, rồi. Đi ngược hướng rồi. Đúng rồi, vào trong này được rồi. Đó, rồi bây giờ mọi người vào đây nha. Rồi, mọi người vào đây và kích cái đầu tiên. Đó, Iceland thì không? Nó là một hòn đảo. Đó, trời sao đêm rồi. Trời đất, hòn đảo này ban ngày đẹp mà đừng lo, để tôi sẽ biến hòn đảo thành ngày. Đó, đây, có gì ta? Có pháo đêm ngày mà đúng không? Đó, tôi sẽ biến cái chỗ này thành ngày. Đó, mọi người thấy sao? Đây là cái gọi là Iceland. Đó. Thấy chưa? Mọi người thấy đẹp không? Đó, Iceland công chúa. Wow. Trời đất ơi. Đó, ủa? Phong ơi, sao tôi thấy ông đâu rồi ông nội? Ông rõ ra không phải. Ủa? Phong ơi, ông đứng gì đây vậy? Tôi đang tới nè, tôi đang tới, tôi xin công chúa cho tôi ít tấn vàng đem về xài. Trời ơi, biến mất luôn á. Chị mấy tấn vàng, trời đất ơi, ham hổ vậy. Đó, thấy không? Ơi, cho chị đi với em ơi, chị cũng cho chúng ta. À trời ơi, từ từ bình tĩnh, bây giờ mình đi tìm ngọc trai chị ơi, đừng có dụ, đâu không dụ gì đấy. Khủng ghê à. Em được công chúa cho em một đống vàng rồi. Thôi em về đây, bye bye mọi người. Trời đất ơi, trời ơi, khủng. Thôi ra nhiệm vụ cơ mùi ơi. Thôi đi làm nhiệm vụ cơ mùi. Chậm mà chắc cơ mùi, chậm mà chắc cơ mùi ơi. Khổ ghê thôi, mình đi làm đi. Trời, mọi người thấy hứa cầu không? Tụi mình là cái, tụi mình đi được trên bờ nha mọi người. Thấy hứa cầu chưa? Hứa cầu quá trời luôn. Đó, rồi bây giờ tụi mình đi tìm cá nè. Vẫn lên được bờ bình thường mà. Ha, nhưng mà nó chết càng sao? Cá người cá nó lên được đâu đúng không? Trời, anh nắng chiếu trang mọi người ạ. Rồi trong này có rồng luôn hả? Thật ra thì cũng không sao, chị chấp nhận là Sam ạ. Chị sẽ chấp nhận nhưng mà điểm của chị hơn em, mà cái chắc của chị sẽ được nhiều vàng hơn em. Ồ vậy luôn à, rồi em đi tìm cho chị xem nè. Rồi bây giờ mình bơi xuống đây mình chơi nè. Đó, rồi thấy chưa mọi người thấy không? Đó, quá trời mà sao không có cái mập ta. Á, cái mập đeo. Trời, sao cái mập ghê vậy? Trời, sao con tôi mắc đỏ hả? Đây nè, chị cứ môi mắc đỏ y chang em luôn nè. Đây. Đâu, em đây. Ở đâu? Đây em đây. Em ở chấm này nè. Ủa sao con này đủ thêm vậy? Đây. Đó. Thấy em không? Đây. Không. Đầu này bà nội, bà đi đâu kia rồi bà nội? Đây đầu này nè. Đây. Đó, cá mập nè, đó chưa? Trời ơi, nhìn ngầu chưa? Cá mập sắc hổ. Ê, đánh thử coi. Trời đất ơi, ôi. Ê, nó không cắn chị, nó đang cắn em á. Ủa trời đất ơi, sao đuổi tôi vậy? Trời vô duyên vậy? Trời đất ơi, thôi tôi không làm gì đâu. Rồi bây giờ. Cá mập mập như heo thì có. Ủa cái gì vậy? Trời đất ơi. Cái gì vậy trời? Tôi đang quay clip luôn á trời. À, ok thôi bây giờ đi gặp công chúa các ơi. Đi đâu rồi chị, đâu rồi công chúa? Ở đâu em, ở đâu
Thì đây em ở đây nè, em đâu này nè nó. Rồi đây, em thấy đây, chị đây, đó. Đây. Rồi trời đất ơi. Nhìn chị từ xa như coi vật xanh ghê luôn á. Nghe. Trời đất ơi, rồi, rồi đi vô đây nè. Đó. Đó cái cửa. Đâu, nhìn, đâu. Cái cửa tức chưa? Đó, rồi rồi. Ta! Rồi, ok đó. Rồi. Đi ngược rồi má ơi, má phải đi bên này thì nó mới vào nè. Rồi rồi xong rồi. Đây, đó, vào đây vào cánh cổng dịch chuyển vào chỗ bot game Asolot gì đây. Đó. Okay. Công chúa Điện Hạ. Công chúa Điện Hạ đây, đây công chúa đẹp chưa? Đây. Thấy chưa? Ôi xinh chưa đó, có Queen à nhà Asolot nè, đã princess thế đó, đẹp chưa? Thấy chưa? Thì công chúa đây. Tôi không xinh bằng chị. Ok. Ok mọi người thử so sánh coi đây. Đây mình sẽ cho mọi người thấy. Đây công chúa gọi là công chúa thủy cung. Vậy là chị ca môi xà má mọi người coi ai đẹp hơn nha mọi người. Ok đừng quên comment về dưới xem biết nha. Trời đất ơi. Nghĩ sao vậy bà? Trời tôi còn không dám so sánh ông chị bà nói bà đẹp hơn công chúa vậy. Ok hôm sau không em đây là chị gọi là đứng trong cái vỏ bọc này thôi chứ bên trong là chị xinh hơn nhiều nhưng mà chẳng qua chị sợ mọi người ngại á. Sợ mọi người không thích đẹp bằng chị nên là chị giấu thôi. Ok chị, ok chị bộ cái con này con gì ta? Em cứ mua nhìn con này vui á nè. Coi em đang cầm tay nè. Từ từ nhìn nha, nhìn dưới đất nè, Asolot. Ôi, cái cá con bé mà. Ờ dễ thương quá à. Trời đất ơi. Cô tan quá à. Rồi đây để em coi nói chuyện công chúa đâu công chúa ơi. Bây giờ tụi tôi á là tụi tôi đã tìm được gọi là 30 viên rồi. Bây giờ tôi sẽ đưa lại cho cô nè. Đó, tôi sẽ đó đưa lại cho cô rồi đó. Bây giờ cô về nhà tôi của cô cho tụi tôi quà nha, nhớ nha. Nhớ nha, gật đầu nha. Rồi sao cô không nói gì ta? Cô nói gì không ta? Thôi chắc cô nói rồi đó. Đó. Thôi bây giờ cô nhớ cô đưa quà cho hai chị em tụi tôi nhưng mà cô mà không đưa là hai chị em tôi gọi là bùm quà luôn, lấy quà cô luôn nha. Nhớ nha, công chúa rồi bây giờ hai chị mình về mọi người ơi. Đó, trời được ơi, hồi giờ mình với mình vừa hâm dọa công chúa mọi người ạ, đó. Vậy là xong rồi hả? Ờ, vậy xong rồi, bà chị mình về đây đi. Làm đúng nhiệm vụ rồi coi, cần gì nhiều đúng không? Bây giờ về nhà đây mọi người ơi. Đó, bây giờ cái mưa ơi, về nhà với em nè. Ui, nhìn mấy con cá đủ thêm, cái mưa nhìn nè. Ui, dễ thương chứ nè. Ui. Ok, là chuẩn bị ăn thịt xàm á. Ờ đâu vậy sao vậy? Thôi về nhà các mui ơi, vô về nhà nè. Ủa đâu rồi? Về nhà. Đây về nhà nè. Rồi bây giờ hai chị mình về nhà nha. Ủa đâu rồi? Ok. Đây trên đầu nè. Rồi vô về nhà. Mệt quá. Rồi. Đó, rồi xong về nhà rồi. Bây giờ về nhà khỏe bị tính ra được hai chị mình nhận quà chứ ông Phong nhận gì đâu, ông Phong gì ta? Hình như là có nhận được quà gì đâu đúng không? Hai chị em mình chứ mấy. Đúng rồi. Rồi thôi mình về nhà nha. Rồi. Ok mọi người ơi, thì mình nghĩ chắc bây giờ tụi mình về nhà hay là chào đây luôn nhỉ? Thôi chào đây luôn đi. Nói chung là đứng đây chào đây luôn đi. Đó, trời hai còn hai. Đi bốn người mà còn hai chị em tụi tôi nghe tức không? Tức cái lòng ngực trời sao đúng không? Nói chung là tiền về túi chị em mình hết rồi. Ok. Ok thì cảm ơn mọi người đã xem hết lên này. Nếu mọi người thích video này quên cho xem một like, một share, comment đừng quên subscribe xem và tất cả thành viên trong hay tụi mình nha. Và các bạn có công nhận là cái trong cái cung điện này có đẹp hay không? Cung điện dưới nước này có đẹp hay không? Đừng quên comment về dưới xem biết nha. Ok thì tạm biệt mọi người ở clip sau, hẹn gặp lại. Bye bye.